ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
amma ye myo ta le sha thamya pat san man thamya amma o thamya ma chan at de amma ga le di myo ta ye sha thamya ya le pat san o amma ga le te cha su de pi lo ka le ma shi ye twa amma ro ma kong cha sei ka a law ma shi u amma ga le su snit ka le ne tu thong ne paw no ai twa ho lo at ta le we de su tin ne ha o su de shwe su tin shwe su de NGC lê lê tu anh tu lu lu at ali lê ma wê lê lu mi bô no tê tà su sân nê kê lê nè ma su lê dra ma ru nha gà za ma ma ru dra kê kê su ra o mê shi gê bi lê o lo in ao gen tia nê nè tà wê wê tia mi tà su tà kô tà wê a gen tì lê lu mi o am lê mi tà su yê sa wê nê yê a gen ma yê lu mu yê a ro a kong lông di in ao gen ma bô ma mô tia bô no si wai su ra gà ကိုကိုရိုင်းလဲ OS လုပ်တယ်စီဝိုင်းလဲလုပ်တယ်အမျိုးသားလုပ်တဲ့ရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံမှာတမျောင်းလဲအမကစနစ်ကလေးနဲ့ပေါ်တော့တုံးတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ဟိုမထိမ့်သိမ့်လို့ရှိရင်လဲဟိုဖြုံးတီးတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလဲထိမ့်သိမ့်တယ်အဲကျမ်းမာရေးအတွက်ကြတော့သူတို့တွေရဲ့အစားတောက်မှန်အောင်လို့ပေါ့အမကဂီယူဆိုင်ပြီးတော့အစားတောက်ကိုစီမံနဲ့ကျွေးတယ် ကလေးတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးကျမ်းမာရေးဆိုလဲအမရေချိုးတာကအစကွာထမင်းကျွေးတာအစကွာကိုပဲအကုန်လုပ်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကိုဂီယူဆိုင်မှာလေကိုကလေးတွေကျမ်းမာမှာလေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟင်းချက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းတန်ရှင်းမှုကအရေးကြီးအဲ့လိုတန်ရှင်းမှာလေကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးအမျိုးသားရဲ့ကျမ်းမာရေးအဆင်ပြေမှာမို့လို့အဲ့နောက်ရှင်းမတယောက်နေနဲ့ကတော့မိသားစုတက်ကတော့တော်တော်အရေးကြီးရ
mi lê đi ô sa mẹ phi ảo mà nó mới cha ảo đi nhà lê tu anh tu thay ảo mà chú sa bây giờ lâu về đấy ô tu lo ba thân nào ba đấy anh đi nhà lê đi lê ảo mà bạn bố bị lâu về đấy đã mai lâu này này em ăn được khu này này rồi mà lâu sang mi ra vô nó bây giờ cha rồi ảo mà em yêu ta trước cô lê ảo mà là tu lâu cô lê bỏ nó mà cả cô đã này nghe bác gái này bây giờ ăn chén bia em mà hồi đó liên lạc với lối chi đấy đi lâu lâu này mà cao mu na anh luôn như bảo nó cô này nè em hà li nè rồi cô ăn chén bia đó bảo nó cô đã này tất tin tao li nè ăn chén bia đấy em mà ye bây giờ anh nói gì mà tao ye tao nè ta rồi tao tao nhớ mày ủa giờ luôn bây giờ tao nè con số lối chi giờ mình xuống nhà đi mua cho đẹp đi anh nói gì mà anh lúc nào mình biu đấy mà lâu lâu thay nè nó mà xíu bảo nó anh em mình đi đây mà lâu lâu trai cả tao nè con học tiếng mẹ cái đi miêu tả đi mình nói cái anh nói chuyện này mình nói cái nhà máu anh chị mày ở soi thà đấy chắc cái đấy biết cái đấy tôi nói lại sao bố lâu hà đấy phía tao tôi lấy mẹ phía quê ở sao lâu mẹ phía sư cô mẹ cái đi nói làm gì rồi tôi nói tại nhà thì bị sao mà nó sao đi chơi mẹ hay bị tôi nói sao chắc chừng này tao mà bị mẹ bị tham gia chơi với một chỗ tham gia chơi nên cái gen tệ ấy thì mà cô ấy sợ gì anh ấy sợ anh đang xin để lâu bỏ nó biểu má lên anh quay à mình đi đây khác rồi anh lâu cả lại má chứ lâu lâu đấy lâu lâu đấy mà má bà ra bỏ nó rồi cô ấy đi chơi lại mình lại lưu ý à sinh nhật này ô tết đây là linh này bỏ nó má lưu lưu linh đây rồi thì này cô ấy rồi bên này ô na thì cô má má mới chịu bỏ nó à lưu phiền nha biểu hồ anh nói gì mà trời anh đang xin để bù lỗ niệm lấy số lại má lên anh nào đẹp chứ đó mình mẹ mà anh la chạy đi, ô anh nào chỉ cái đó là về chơi rồi đi, cái này ông mẹ à, xem anh la biển này bên nhà này bỏ, mẹ mẹ nói mà rồi bên nhà là mà họ vú, mình cái số rồi la chạy này, anh nào đẹp chứ đó mình gì, cái này mình đẹp chứ đó bà gì ô, à mà lúc đó la ở ai chơi đi, la bố sao anh ấy hộp nhà xem mẹ ô, biểu solo là mà họ vú vậy nó, cô cứ tận này xem lên mẹ solo xem, miêu đa lên xem chân tao mẹ hộp đem là, anh ngắm mà tao thấy anh này rồi tôi lấy lúc gặp nhà là mà gì là bảo lên nó, từ lúc miêu anh la biển mẹ lúc solo là mà họ vú, cô ô tận này xem xem lên này, tao thấy anh lên này bố ai chơi đi bảo nó, là mà lên mình đã suy nghĩ nhiều về tai nạn mà và ô, bây giờ mình lại tham gia cái anh nói chuyện mình mới đi câu nói à cụ khi mà nhiều ta này trẻ tuổi câu nói lâu lâu mình trả rồi rồi tham gia cái anh nói chuyện mình mới đi em nhảy ba anh trai hồ Korea này
anh đào xem má gạo mì kiêng gạo mì đa số trẻ mì kiêng gạo lì lẹp chi áo anh xem má gạo lì lẹp chi áo à má ruột chua xả má vá bây giờ ta nè tâm lý gà lẹ anh đúng như nhà lâu lâu để trẻ mì điều nè nè tru chụp bìa bìa ta lì xì để trẻ lẹ má xem quan tài bây giờ tru tru lu xem hết ta ta lì số lẹ bắt má bọn nó chụp bộ gạo nè tâm lý số lẹ hay bây giờ nhà lì má chụp bộ gạo nè số anh làm như lì cho cho cha rồi lẹ có trẻ bị tiếp chế đau nó bây giờ lì em ta nè tâm lý à ô ấy lấy má lẹ 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 mà số lu số lẹ 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 mà bảo mì ba bộ má ấy anh đi chơi em má số lẹ tru má quái lâu bì đấy tru này nè nhà bọn nó, tao đi theo luôn, tao đi theo, giờ đi câu lái câu bây giờ tay này luôn, tay bọn nó, làm nhiều liền mà tao phải làm biết rồi, tôi nói liền, mà ai đi học em biết đi bọn nó, tôi xài cho nhà nhà luôn, nhà luôn, xài luôn, nhà bác sĩ ngô, mà mấy ông bảo em về bị mà, tem là mà mấy lô trên này hello kitty em liu về bị mà, cao về bị mà, bảo về biết biết, bảo liu biết rồi anh này ngô, mà rồi về bị làm về bị anh nào bọn nó, tôi nói đi, xây cái liu, xí rồi anh này, mà rồi vẫn đại mà. Ta lên đây tụi mình xuống, tụi nó nghe nghe lí đi học văn nào bà, ta à má ấy bố luôn ấy, biểu mà bố nó má, ấy cháu văn nào bà ấy, ta mẹ má, ô biểu bố mà lâu khéo, ta mẹ cái lí đi à, cô ấy bố biểu bà ấy luôn biểu, ta bố nghe mẹ xuống, tụi nó bố xuống, mà thế nào, nghe nghe lí đi học văn nào bà, má ta lên xuống, tụi nó cho lâu thế cả, đi cho nhà lí đi sai vậy thế, má tụi mình lên xuống luôn xem lên này quen ngã này lâu thế à, sao lâu đã rồi. À cô tôi nói tôi ông sao nói xong thì tôi nói lão đó xí vì bọn nó ai để mà tôi chỉ biết trả cái phần tiền đấy mà chỉ sự cái mà ta lên cái tamil liệu chỉ biết luôn, mà rồi mình ta dùng liệu này chỉ biết bảo ông luôn mà biết cái mà ấy xin, à luôn ngủ chỉ sự cái mà ấy xin.